khi dùng đến sản phẩm viên sủi giảm béo Vin Slim V3 thì Vân mới thực sự hài lòng với kết quả thay đổi rõ ràng ở bản thân mình. Chỉ mới dùng hơn 2 tháng thôi mà Vân đã giảm được hơn 5 kg và vòng bụng cũng giảm được từ 3 đến 4 cm. Phần đùi và bắp tay tập trung nhiều mẫu thừa mà nay cũng thon gọn hơn hẳn nha. Vân vô cùng kinh ngạc với kết quả của bản thân bởi vì Vân là một người mà mập lâu năm, mập bền bỉ và cơ địa thì cực kỳ khó giảm cân. Vậy nên là bạn nào á cũng đang mong muốn có một cái vóc dáng so với mình, so với bản thân mình sẽ thon gọn gọi là gọi là sa ta, thon gọn, săn chắc so với bản thân mình, vượt lên được chính mình thì đừng có ngần ngại, hãy liên hệ ngay số hotline hiển thị dưới màn hình để được tư vấn nha. Chắc chắn là Vin Slim V3 sẽ mang lại cho bạn kết quả hơn cả mong đợi luôn đó. Chúc mọi người tươi trẻ, xinh đẹp và sẽ tự tin với số ký của mình nha.